lại kéo dây mạng. Lên thần kiếm 11 mạng cộng win tổng 1000. Ok, dây xì, số 1 Việt Nam, come back. Toang ở Dũng ơi, cái kèo vừa la 11 mạng, Toang ở Dũng ơi, 1 mạng cũng chưa ăn được. Đây xi thần kiếm. Lại kèo dây mạng. Lên thần kiếm 11 mạng cộng win tổng 1000. Ok, dây xi, số 1 Việt Nam, come back. Lắc cái đầu, lắc nhẹ cái đầu. Chơi game mà mặc áo giảm công lực vãi lồn, hứa với anh em rồi đấy. Ngày xưa tôi mà đi một quán net nhá, là auto tôi cởi trần, đéo cần biết. Tôi thề với anh em, ngày xưa tôi đi net á, thì mà mẹ auto 24/24 thấy duy còn một quán net là cởi trần. Mà ngày xưa gầy hiểu không? Ngày xưa người toàn đi mà xương đi mà muốn chơi vãi lồn, chiến vãi lồn. Bây giờ thì mà cởi trần là chắc là chết rồi, toàn thịt là thịt. Đúng rồi, chơi game mà không cởi trần là bị giảm công lực mà, tôi thề với anh em ấy. Từ lúc tôi làm cái stream này, tôi không được cởi trần, tôi cảm giác công lực của tôi không được như xưa anh em ạ. Bây giờ tôi mà cởi nhẹ cái trần ra nhá, tôi đánh cái trận này nhá, ít phải 300 mạng. Một quét. Ê. Tôi nổi kèo trước, kinh tách kèo. Oh my god. Ui, tặng luôn à. Tôi nổ trước tí tách kèo thì đẹp. Anh phải đánh đến thắng thì thôi hi hi. Mở lem. Anh cảm ơn Dũng nha. Mở lem. Mở lem. Kệ tao thì kệ tao. Kệ mày kệ tao. Kệ tao thì vướng cái đồ bùi gì, tao bùi mày. Thế đã. Có con xe ở tôi đâu rồi? Cover Mỹ. Đi ship top bạn ơi. Đi ra đây. Bạn thân ơi, duyên số sinh ra chúng mình. Con mẹ mày ganh ai? Mở lem. I'm joking. Stop. Làm sao lại sư? Buổi nó phô lát qua ngồi chung đồ nó găm quy mình à? Chẳng hay được đấy. Mày mở lem đấy. Sao? Cút. Trời ơi, mày biết mày đụng độ về dây xi của ai chưa? Game sau rào ăn AD nha Duy. AD á, ok nhá, AD để cho tao lên. Nhưng mà bên này có mỗi con Lucian này anh em. Chết! Ôi xài bài bé. Ai chà. What the hell? Mày biết thế nào là dây xi chưa? Tao đánh vì em Dũng của tao đấy. Em Dũng của tao vừa donate cho tao 1234 sao đấy. À thế à? Mình ngửi cái mùi con da van này úp lầm nó con ly xin hộ thể vào lắm anh em ơi. Địt mẹ mày sao nó tới nhanh thế nhở? Rồi ôi. Em Duy đờ ra vu. Game này Duy làm hết. Em Duy đờ ra vu mà. Lắc quá ta. Cái gì đấy. Chúng mày ăn thằng em tao. Ôi. Hai.
Mày nghĩ tao sợ cái tên grab của mày? Tiền về bản em ơi. Em ơi anh muốn đi cùng em. Đi hết cái Hà Nội. Tối làm gì thì chờ dạy giáo dục công nice dân. Mì phám cũng bằng thời gian ấy chứ. Cái gì hả anh taxi ơi, anh taxi làm gì đấy? Mày không hớt được bao con trai. Ôi không, em xin lỗi. Gọi A Hiếu vào đùa A ơi. Anh Hiếu chảnh lắm, anh Hiếu bây giờ nhiều view rồi. Anh Hiếu có phải là như ngày xưa đâu. Có phải là anh Hiếu 100-200 view ngày xưa của Vicom đâu. Anh Hiếu bây giờ là anh Hiếu phải đua với cả game thủ chuyên nghiệp cơ. Anh Hiếu bây giờ phải thế này thế lọ cơ. Anh Hiếu kinh lắm mọi người à. Mọi người cũng bảo là bây giờ đua với anh Hiếu phải đơn giản đâu. Anh Hiếu giờ vài nghìn view mà hàng trăm nghìn người theo dõi cơ mà. Lấy cái gì mà đua với mình hả anh em? Cái thời mà anh Hiếu bảo là đưa tay đây nào, mãi là anh em nhá. Bây giờ nó không còn nữa rồi, bây giờ anh Hiếu giờ sang chảnh. Cuộc sống của anh Hiếu Huế giờ sang chảnh. Đua rank thì phải đua với game thủ chuyên nghiệp, phải đua với những pro player, những người professional. Chứ lấy cái gì mà đua với mình? Nói chung là phận thấp kém, phận có con thì phải chấp nhận thôi anh em. Mình phải biết cái địa vị của mình ở đâu mà. Cái thời anh Hiếu vài trăm view, anh Hiếu bảo MC ơi, MC đang làm gì đấy? MC đua với anh Hiếu nhá. Bây giờ làm gì còn đâu, đi qua rồi, bây giờ qua rồi anh em. Hello con vợ quá khố. Ok, hello Tú nha em. Bây giờ làm gì còn đâu. Ai rồi cũng phải thay đổi, ai rồi cũng phải khác. Một khi đồng tiền nó nhúng tay vào cuộc chơi ấy, những cái mối quan hệ ấy, thì tất cả mọi thứ nó trở nên vô nghĩa. Cuộc sống của anh Hiếu bây giờ cuộc sống triệu đô mà. Bất kỳ một mối quan hệ nào khi có cái đồng tiền nhúng tay vào là mất hết. Nó mất hết, nó không còn cái gì đâu mọi người ơi. Ok. Sao nghe dặn nứt thế anh? Buồn lắm em ơi. Làm ai làm ơn cản đi còn mà pha mày đi mọi người. Ui hai chút rồi. Bruh. Á thằng bò này gì? Bò ơi, bò làm gì vậy bò? Cho em hỏi một bình shisha ở Việt Nam bao nhiêu vậy? Bình shisha ở Việt Nam á, tùy em. Em đi quán cà phê thì nó chỉ có 150. Mà em đi quán karaoke thì nó chỉ có 300. Nhưng mà em vào bar thì em có thể là 500 đến 1 triệu, cái đấy là tùy. Mà lâu lắm anh không đi những cái thứ, những cái nơi nó xa xỉ này, anh không biết giá lắm ấy. Đừng có mồm điêu đi. Bên em một bình có 60k public luôn a còng a còng. Không, nhưng mà anh chả có anh xì xà. Cái đấy thì nó không có cái gì. Cái xì xà thì phí tiền thật. Ngày xưa hồi đầu nó mới ra thì sang chảnh gọi là ngồi cà phê có tí khói nó gọi là ok. Mà thật. Mẹ nó bớt mình luôn kìa. Duy hút hết đàm đấy, Duy hút hết đàm rồi anh em. Được rồi. Tôi có ở Việt Nam đâu cho nên shisha rẻ mà mấy ông. Ok, đăng ơi. Ông ngày xưa nếu mà đi chơi thì hút shisha thì nó cũng vui ấy. Nhìn bàn cà phê có bình shisha thì nó cũng chảnh, cũng gọi là có tí khói mà. Cái đấy chỉ được đầu thôi, là rơi vào khoảng 7-8 năm trước thôi. Nó
rơi khoảng 7-8 năm trước. Đợt tôi học cấp 3 thì gọi Bình Thị Sa trông còn chiến bang thì mà bây giờ Thị Sa khác đéo ở nhà quê đâu. Thật đấy, nói thật với anh em, nói như câu anh em để tự ái, anh em nào vẫn còn hút Thị Sa thì mình không biết như nào. Thì bây giờ Thị Sa trông nó quê lắm, trông nó cứ thế nào ấy. Thôi ông đăng kia có hút thì mua hàng Canada mà hút. 60k mua hàng tàu, nhiều khi nó lại bảo phát biểu như cướp giống tôi thì chết. Thôi để Duy tập trung nha. Duy phải làm đường khe. Thôi để Duy tập trung nha, tập trung đi đánh game này cả. Mày farm hơn tốt nó 100 lính rồi mà có vẻ không ăn thua lắm anh em ạ. Mày nghĩ tao yếu à? Mày nghĩ tao yếu à? Mày nghĩ tao yếu à, bé bé? Không lao vào vội, không lao vào vội. Chúng ta rỉa vào mạng sườn. Chúng ta rỉa vào mạng sườn. Chúng ta phải đánh vào từng nhánh. Chúng ta không cần phải lao vào làm gì cả.